Đây chính là con đường lên núi Cấm của Hà Giang. Con đường lên thì được làm trải nhựa và bê tông hết rồi đấy các bạn. Nhưng mà có những cái khúc mà đi lên thì nó khá là dốc, nên các bạn mà đi lên đây thì các bạn nên lái xe cẩn thận. Nhất là bạn nào mà đi xe tay ga ấy, lúc mà được bạn đi xuống thì các bạn phải hết sức cẩn thận, bởi vì là rất là nhiều người cũng đã từng bị mất phanh khi mà đổ đèo từ trên đỉnh núi Cấm xuống các người các bạn. Với đường lên núi Cấm thì các bạn có thể đi xe ô tô lên hoặc là các bạn có thể đi xe máy. Ngoài ra thì một số bạn nào thích đi bộ thì các bạn có thể đi bộ đi lên. Thì các bạn có thể lên được một nửa đường ngay ở chỗ cà phê núi Cấm, thì các bạn có thể đỗ xe ở đó. Sau đó thì các bạn tiếp tục leo bộ và leo cầu thang đi lên đỉnh của núi Cấm nha các bạn. Đây là con đường lên núi Cấm đấy các bạn. Hiện tại thì con đường đang được trùng tu xây dựng lại cái cầu thang. Và đã xây thêm những cái am mà cái đền nhỏ nhỏ như này trên đường lên. Và những ngôi chùa, có ngôi chùa ở trên này ấy, thì có một ngôi chùa gọi là chùa Trấn An ở trên này. Em này canh ở đây à? Đi không? Đi chơi không? Hiện tại thì nhà chùa đang trùng tu xây dựng lại, nên là khi mà các bạn lên ấy thì cái đường lên thì nó không được gọn gàng cho lắm, nó đang rất là bừa bộn ấy. Bởi vì là vướng những cái dây mà người ta di chuyển cát đá xi măng lên ấy. Và cây cối nó đang bị chặt bớt đi vì là nó vướng cái con đường mà di chuyển vật liệu lên. Và hiện tại thì nhà chùa cũng như chính quyền địa phương ở đây đã cho lắp những cái đèn này các bạn này. Những cái đèn năng lượng như này để buổi tối thì bạn nào mà có nhu cầu lên trên này thì các bạn có thể lên được, chứ ngày trước không có rồi nhé. Đấy, lắp cái đèn năng lượng này thì buổi tối thì sẽ đủ ánh sáng để các bạn có thể cuốc bộ lên trên này để vãn cảnh cũng như thăm thú nhà chùa nha các bạn. Mình đã đến cái khuôn viên của nhà chùa nha các bạn. Ở trên này thì có duy nhất một cái chùa thôi. Đây chính là khuôn viên của chùa nha các bạn, nhưng mà hiện tại thì đang được trùng tu và xây dựng lại. Thì ngôi chùa này thì người ta xây dựng ở đây để gọi là để trấn, tức là trấn những cái linh hồn, những cái vong ấy. Cái địa điểm này thì khi mà người ta xây dựng chùa đoạn này ấy, thì từ đoạn chùa này mà đi lên phía trên thì nó là một cái thế giới tâm linh khác. Từ chùa này đi xuống dưới nó là khác hoàn toàn nha các bạn. Ở trên hội mình, ở trên ấy thì người ta gọi là thế giới của quỷ, ở dưới này gọi là thế giới khác hoàn toàn. Đấy. Thì người ta xây dựng ở chùa này tức là để trấn những cái gọi là những cái vong ấy, những cái vong, những cái linh hồn mà lang thang, nó không đi xuống dưới được nha các bạn. Thì người ta phải xây dựng cái ngôi chùa này. Và mình cũng xin cân nhắc những cái bạn nào mà khi mà lên về núi Cấm ấy, những cái bạn nào mà vía yếu ấy, thì các bạn nên cân nhắc để các bạn đi lên trên đỉnh, hoặc các bạn có chỉ đi lên chùa này thôi. Vì ở trên thì có rất là nhiều những cái vong, những cái linh hồn ấy, nó những cái linh hồn xấu ấy. Đấy, nên các bạn phải cân nhắc khi mà các bạn quyết định các bạn đi lên trên. Từ đoạn mà đi lên trên thì còn nguyên những cái vết tích cũng như cái công trình mà thực dân Pháp xây dựng khi mà người ta đánh chiếm Hà Giang từ năm 1881. Mãi đến năm 1887 thì thực dân Pháp mới chiếm đóng được thị xã Hà Giang nha các bạn. Và hiện tại thì những cái công trình của thực dân Pháp cho xây dựng ở trên đỉnh núi Cấm này thì vẫn còn nguyên vẹn. Và người ta đã cho xây dựng một cái lô cốt ở trên này. Đây, một cái đồn trú ở trên này để làm một nơi quan sát toàn thành phố, bởi vì là núi Cấm này là nằm ở giữa trung tâm thành phố Hà Giang nha các bạn. Bạn nào lên thành phố Hà Giang thì các bạn có thể nhìn thấy là
có một ngọn núi nó ở giữa cái trung tâm thành phố luôn. Đấy. Đây những cái vết tích, tức là vết tích và những công trình của người Pháp xây dựng ngày xưa nó vẫn còn nguyên vẹn nha các bạn nhé, còn nguyên đây, còn nguyên vẹn như thế này, đây, đó, đây toàn là những vết tích là ngày xưa người Pháp ở trên này, đây những cái lô cốt này các bạn này. Đây gọi là một bức tường thành ở đây. Lô cốt được xây dựng rất là lâu rồi này các bạn này. Đây là ngày xưa là người Pháp người ta ở đây luôn. Ở tại đây và hiện tại thì nó không còn mái nữa, nhưng ngày xưa là có cái mái che hết chỗ này. Thì từ đây thì các bạn có nhìn thấy là đây, những công trình nào mà người Pháp xây dựng, những cái lô cốt hoặc những cái đồn trú thì người ta đều để làm những cái lỗ châu mai như này, này, những cái hụ súng như này để bảo vệ cái khu vực này. Đây các bạn này, rất nhiều những cái lỗ châu mai như này. Đây là công trình này là còn nguyên từ thời chống Pháp đến giờ, nó không sửa sang gì nhá các bạn nhé, vẫn còn nguyên như thế này, mới cho thấy là cái kỹ thuật mà xây dựng của ngày xưa rất là chất lượng luôn các bạn. Không biết người ta dùng cái đây không phải là xi măng đâu các bạn. Đây, người ta dùng những cái gốc gỗ nghiến như này này. Đấy, gỗ nghiến như này. Đấy, cả bên này nữa này các bạn. Nên trên này thì các bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Hà Giang ở trên này. Đó thì ở trên này thì vẫn còn nguyên những cái công trình như thế này nhé các bạn nhé. Đấy, cả bên này nữa. Đi xuống xem. À, công trình này là thông xuống cái nhà lúc nãy thôi các bạn ạ. Bên này thì thông xuống cái nhà ở dưới này. Và đây là người ta bảo là ở bên đây thì có hai cái giếng như thế này. Thì hiện tại nó đang bị bịt lại như này. Đây ở Hà Giang mà người ta bắt đầu xây dựng cái công trình ở trên đỉnh núi như này. Đỉnh núi Cấm này thì người ta bắt rất là nhiều những cái đồng bào Hà Giang ở đây lên đây để làm nô lệ, xây dựng những công trình cho thực dân Pháp ở trên này. Và trong quá trình xây dựng ấy, thì đồng bào ta thì có rất là nhiều người chết vì là đánh đập dã man và chết vì đói nữa, nên là thực dân Pháp đã cho làm những cái mộ chôn tập thể và vứt xác xuống như này. Đây có hai cái lối như này, vứt toàn bộ xác xuống. Đấy, tất cả những ai mà chết thì người ta sẽ vứt hết xuống thành một cái mộ chôn tập thể nha các bạn. Đấy. Đây mọi người sẽ gọi là mắt phượng trái, và ở bên này thì mọi người sẽ gọi là mắt phượng phải. Thì rất là sâu hun hút ở dưới kia. Đó. Khi mà các bạn lên trên đây thì các bạn phải hết sức cẩn thận nhé. Không men ra những cái chỗ mà nó nguy hiểm như thế, gió thổi phát là bay xuống dưới luôn. Và đây chính là đỉnh của núi Cấm. Đây các bạn này. Đây chính là đỉnh. Đây. Ở trên này thì các nhà sư ở dưới chùa ấy, và một số các Phật tử hàng ngày thì người ta vẫn đi lên đây là quét dọn và cúng bái ở đây nhé các bạn. Đấy, người ta dọn dẹp chỗ này bởi vì là cái núi này rất là linh thiêng, nên là hàng ngày thì người ta đều có người lên đây để quét dọn, để cúng, để thờ, để thắp nhan nhé các bạn. Đấy, đi bộ lên thì đã vất vả rồi. Ngày xưa thì chưa có gọi là đường lên ấy các bạn ạ, chưa có đường lên thì thực dân Pháp vận chuyển những cái vật liệu xây dựng lên trên này thì bằng đất, tất cả là đều bằng sức của đồng bào của Hà Giang hết nha các bạn nhé. Những cái nô lệ ấy, thì người ta bắt là cõng, gọi là vận chuyển những cái đá xi măng hoặc là những cái hòn gạch tất cả từ dưới thành phố Hà Giang lên đây để xây dựng, và rất là vất vả nha các bạn. Đấy, ở trên này chính là cái đỉnh của núi Cấm. Và ở đây, đây chính là cái điểm view đẹp nhất
mà các bạn có thể ngắm thấy toàn cảnh thành phố Hà Giang từ trên này nữa các bạn. Đây. Đó. Từ trên này để các bạn có thể ngắm toàn cảnh thành phố Hà Giang ở dưới này. Bạn nào mà lên đây được buổi tối á, hoặc là có bạn bè một nhóm thì các bạn có thể tự lên đây ấy, thì lên ban đêm rất là đẹp. Các bạn hãy nhìn thấy toàn thành phố Hà Giang, lúc đấy là ánh đèn là rất là lung linh nha các bạn. Từ đây thì các bạn có thể nhìn thấy sang bên núi bên kia, đó chính là núi Mỏ Neo. Ngày trước thì có cái dự án của FLC ấy, thì người ta định làm cái cáp treo di chuyển từ bên núi Cấm này sang núi Mỏ Neo. Và bạn có thể nhìn thấy cái bãi ở bên kia, đó chính là cái bãi mà tập đoàn LC người ta định xây dựng cái khu nghỉ dưỡng ở trên đấy. Nhưng mà hiện tại thì đang bị dừng hết các bạn ạ. Thì các bạn biết lý do tại sao là LC bị dừng rồi đó. Từ trên này thì các bạn nhìn thấy toàn cảnh thành phố Hà Giang ở dưới này. Đấy, đó chính là con sông Lô nha các bạn. Con sông Lô này chảy về hướng Tuyên Quang và về Hà Nội hướng đó. Đó, đến là chính đường đi về Hà Nội hướng này. Và đi lên vùng cao thì các bạn sẽ đi lên đường này. Còn hướng bên này là đi về Hà Nội, xuôi về dòng sông Lô. Núi Cấm hay với tên gọi khác là Cấm Sơn. Cấm Sơn chạy dài theo dốc Mà Tim với địa hình hiểm trở, hang sâu vách đá dựng đứng như con sư tử với dáng oai vệ. Từ trên đỉnh, Cấm Sơn chạy về phía sông Lô là núi đất. Sườn núi vách dốc trải dài suốt từ đường 19 tháng 5 đến quảng trường 26 tháng 3. Dưới chân núi là những phố phường đông đúc dân cư, làm ăn sầm uất. Tuy nhiên người dân Hà Giang ít ai thấy hết được vẻ đẹp tự nhiên và huyền bí của Cấm Sơn vì chỉ có một con đường lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một hang sâu thẳm, thẳng đứng như một cái giếng trời. Chính với địa thế hiểm trở và độc đáo này mà thực dân Pháp khi xâm lược đã chọn nơi đây làm chốt canh giữ chính. Theo truyền thuyết, khoảng những năm 1870 đến năm 1875, địa hạt Hà Giang có đội quân cờ vàng của Hoàng Sùng Anh kéo đến để cướp bóc, bị đội quân của đồng bào dân tộc là quân cờ trắng đánh trả quyết liệt, bao vây truy kích. Năm 1875, quân cờ vàng của Hoàng Sùng Anh bị co cụm chạy lên núi Cấm để cố thủ. Lương thực cạn kiệt dần, xung quanh núi Cấm lại bị bao vây chặt chẽ, biết không thể thoát. Cả tướng lấn quân cờ vàng nhảy xuống hang sâu trên núi tự tử. Với tấm lòng bao dung và nhân ái, nhân dân địa phương lập ngôi miếu nhỏ cầu nguyện cho những linh hồn bất hạnh được siêu thoát. Núi trở thành nơi linh thiêng huyền bí hơn. Sau này miếu ấy cũng không còn nữa. Dân địa phương đã đưa về thờ tại Cấm Sơn Linh Từ, núi Cấm hay là đền Mẫu. Đây mình sẽ xuống bên mắt phượng. Bên này là gọi là mắt phượng phải này các bạn này. Lúc đấy mình xem là mắt phượng trái và bên này là mắt phượng phải. Thì hầu hết tất cả các bạn khi mà lên đến núi Cấm ấy, thì các bạn chỉ biết đến là cà phê núi Cấm thôi. Các bạn chưa lên trên đỉnh này. Bởi vì là khi mà lên trên đỉnh này thì các bạn phải đi bộ một đoạn rất là xa. Đây đều là những cái lô cốt mà ngày xưa người Pháp, những cái ụ pháo như này này. Người Pháp người ta xây dựng để người ta ở trên này, người ta chiếm đóng ở thành phố Hà Giang. Và đây chính là cái mắt phượng phải nha các bạn. Đây, nằm cái giếng như thế này. Đấy, mắt phượng phải. Ở đây thì mọi người cũng đều cúng bái hết nha các bạn nhé. Ở bên này thì toàn tất cả những công trình như này đều là do đồng bào Hà Giang xây dựng hết nha. Nhưng mà do người Pháp người ta cai quản xây dựng. Ở trong này là có một cái lô cốt. Lô cốt này rất là tối. Đây này các bạn này. Bây giờ có vào bật đèn trong. Tối rồi.
cốt này nó chỉ đến đây thôi. Đây các bạn, nó chỉ là một đoạn thôi, nó không sâu lắm. Một đoạn giống như kiểu là làm những cái này để tránh bom như này. Đấy, những cái bom ke, những cái này là toàn bằng đá nguyên khối này trên này các bạn này. Đấy, để tránh những cái mìn hết cái. Nói chung là về đây là gọi là kiến trúc về quân sự. Đấy, mình cũng học hỏi rất là nhiều từ người Pháp này các bạn nhé. Để làm những cái lỗ châu mai để sử dụng những cái để làm những cái ụ súng này, lỗ châu mai đây. Đây này các bạn, nó tạo thành một cái ụ như thế này. Đấy, bằng cái đá nguyên khối với cả bằng bê tông ở trên này các bạn nhé. Hầu như tất cả những này đều xây bằng những cái hòn đá rất là to. Xây dựng bằng những hòn đá rất là to để bảo vệ rất là nghiêm ngặt ở đây. Và ở đây là có một cái hình vuông như này, là giống như là một cái ao ở cái giếng ấy. Đây này các bạn, là giống như một cái giếng như này. Gia đình ngày trước ấy, mọi người bảo là khu này nó có một cái đây bên này các bạn. Ngày trước mọi người bảo bên này để có một cái nhà nữa. Một cái nhà và người ta xây dựng một cái vòm vòm ra như này, bên này. Nhưng mà nó bị sụt mất vì nó bị sạt lở xuống bên dưới này các bạn này. Nó sạt lở xuống cái hướng chùa ở bên này. Đây nó có một cái chỗ này là cũng có giống như là cái xây dựng thành một cái giếng các bạn này. Đây chỗ này. Cả một khu này. Ở núi Cấm này thì có một cái đền nữa. Ở chân núi Cấm này các bạn nhé, tức là ở chân núi Cấm, tức là ở dưới thành phố Hà Giang ấy, thì ngay gần chỗ quảng trường 26 tháng 3 thì ở đó là có một cái đền gọi là cái đền mẫu, là đền thờ những cái vị thánh, vị thần, là thờ cái núi Cấm này nhé các bạn. Đấy, cái chùa này thì là không phải là để thờ cúng mà để trấn an các bạn ạ. Cái chùa này này. Chùa này thì đang được trùng tu xây dựng lại và hiện tại đã xây dựng thêm những cái tháp chuông ở đây nữa. Thì đó là cái cơ hội mà để xây dựng như này, sửa chữa sửa sang lại thì để Hà Giang có thể phát triển thêm những về những cái du lịch về tâm linh. Bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người về cái truyền thuyết về cái giếng trời mà đội quân của Hoàng Sùng Anh đã nhảy xuống để tự tử nha các bạn. Thì cái giếng trời đó chính ở bên tay tay trái của mình khi mà mình đi từ trên xuống, mà ở tay phải mình lên nhé các bạn nhé. Thì chùa nó ở ngay cái cổng chùa đây này. Đấy, đây chính là cái cổng chùa, thì nó ở ngay đây các bạn ạ. Đây, và đây chính là cái giếng trời này các bạn này. Nó sâu hun hút luôn đây dưới này. Hiện tại thì cỏ nó đã mọc tùm như này nên mình không nhìn thấy. Mình sẽ sang bên góc bên kia xem có nhìn sâu xuống dưới này không các bạn nhé. Tai nhau về những cái lịch sử, về những cái vết tích như này thì mọi người bảo là cái giếng trời này thì nó sâu và nó thông với cả sông Lô nhé các bạn nhé. Các bạn biết từ đây mà xuống sông Lô nó rất là xa. Đấy, người ta bảo là thông xuống sông Lô. Và đó chính là đấy. Đấy, từ đây các bạn nhìn thấy là cái giếng trời này nó sâu hun hút luôn nha các bạn. Nhìn rất là sợ luôn. Nếu mà cái cỏ này được phát quang thì mình sẽ nhìn rõ hơn. Mình cũng hy vọng là có một ngày nào đấy thì có một cái nhà thám hiểm nào đấy có thể là đi xuống dưới để khám phá những cái điều bí mật cũng như cái điều huyền bí ở đáy của cái giếng trời này, để giải thích cho mọi người về những cái câu chuyện truyền thuyết mà hiện tại người dân vẫn truyền tai nhau nghe cho đến hiện tại bây giờ nhé các bạn. Đây là không biết đường đi đâu thôi các bạn. Đây mình cứ men trên đường này xem các bạn ạ. À.
chỗ này là giống như là chỗ để mọi người xử lý rác ở trên này các bạn ạ. Ở đây thì còn nó có hai đường xuống nha các bạn nhé. Các bạn có thể đi đường này hoặc là các bạn đi đường này cũng đều xuống đến gần cà phê núi Cấm thôi các bạn. Hiện tại đây đường này đang sửa nên mình sẽ đi đường này cho các bạn xem. Lúc đấy là mình đi lên đường này thì mình xuống đường này cho các bạn xem. Thực ra hai đường này thì nó cũng về chiều dài nó cũng ngang ngang nhau đấy các bạn. Ngang ngang nhau đấy, không có xa hơn thế nào. Và đường này đi nó đi dễ hơn. Cái đoạn đường bên kia thì hiện tại thì các anh ấy đang làm lại những cái bậc thang ấy. Bên này thì có cái đoạn này thì nó đang bị hỏng rồi thì sắp tới đây chắc mọi người cũng sẽ làm. Ra thì đi mà mình leo núi như này thì cũng mình như này thôi nha các bạn nha. Nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy này. Đó. Mình cũng nổi hết cả da gà lên vì là trên này nó là một nơi rất là linh thiêng mà một nơi cũng rất là nhiều những cái bí ẩn huyền bí. Đó, nhiều thứ lắm các bạn ạ. Ma quỷ xong là nhiều thứ rất là linh tinh ấy. Đấy. À. Nên là một mình đi thì nếu bạn nào lên trên này thì các bạn ấy rủ thêm bạn bè đi. Mình thì hôm nay mình đi một mình thôi, độc hành. Thôi thì chẳng sao cả các bạn ạ. Đây nổi da gà nhưng mình vẫn đi. Hãy cố gắng là vượt qua cái nỗi sợ hãi của bản thân để mình có thể khám phá được những cái địa điểm mới. Nó thú vị cho các bạn. Thường đi buổi chiều tầm 3 rưỡi 4 giờ thì có rất là nhiều những du khách cũng như là người dân địa phương lên đây để tập thể dục và thăm thú ở trên đỉnh của núi Cấm nha các bạn. Đây là các chị đến để vận chuyển cái vật liệu xây dựng lên để làm những cái bậc cầu thang để dẫn lên đỉnh của núi Cấm này các bạn. Đây chính là quán cà phê núi Cấm, một quán cà phê view đẹp nhất thành phố Hà Giang. Và buổi chiều thu hút rất là nhiều khách du lịch đến đây để uống cà phê nữa các bạn. Xin chào. Cho anh một bạc xỉu ấy. Bao tiền em? 20. Order xong là mình nhận được số 28. Đây mình sẽ ra góc này mình ngồi các bạn ạ. Hôm nay mình chọn cái view bên dưới vì ở trên cái nóc của cái xe buýt này thì còn có rất là nhiều người đang ngồi trên nên mình không muốn, cho nên là mình chọn một cái góc nó yên tĩnh hơn. Thì từ đây thì các bạn có nhìn thấy là toàn bộ thành phố Hà Giang ở phía bên dưới các bạn. Và đây chính là cốc bò xỉu mình đã order. Bạn có thể nhìn thấy cái view bên dưới, vừa uống vừa ngắm view này các bạn. Bây giờ mình sẽ lên nóc của chiếc xe buýt này để mình quay cái view cho các bạn xem. Thì cái thời điểm mà các bạn lên đây uống cà phê với cái view đẹp nhất thì các bạn nên đi buổi chiều nhé. Nếu các bạn đi buổi sáng thì nó rất là nắng mà cái ánh sáng nó chói lắm. Thì buổi chiều thì ánh sáng nó nhẹ hơn mà nhìn nó rất là đẹp. Và buổi chiều nó rất là mát nữa. Nên là các bạn nếu mà có lên đây thì các bạn nên đi vào buổi chiều hoặc là buổi tối. Thì buổi tối thì các bạn hãy nhìn thấy toàn cảnh thành phố Hà Giang ở phía bên dưới ấy. Thì với những cái ánh điện nó
rất là lung linh và huyền ảo lắm. Đây chính là quán cà phê Núi Cấm với cái view đẹp nhất thành phố Hà Giang nhé các bạn. Các bạn có dịp lên với thành phố Hà Giang thì các bạn nên ghé qua đây thưởng thức cốc cà phê và ngắm view toàn thành phố Hà Giang. Mình xin kết thúc video tại đây. Đó là tất cả những cái lịch sử về Núi Cấm cũng như mình đã review về cái view của quán cà phê Núi Cấm ở thành phố Hà Giang cho các bạn xem. Thì mình cũng xin kính chúc tất cả các bạn một ngày mới thật là vui vẻ. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều.